Để giúp khách hàng đối phó với tình trạng nắng nóng như hiện nay, siêu thị Co.opmart sẽ giảm giá mạnh đối với nhiều sản phẩm gia dụng hữu ích trong việc giải nhiệt. Cụ thể, các loại quạt hộp, quạt bàn và quạt sạc đến từ nhiều thương hiệu sẽ được giảm giá từ 21 đến 33% so với giá bán thông thường. Và những chiếc máy xay sinh tố có mức giá dưới 1 triệu đồng sẽ rất phù hợp để chế biến những loại thức uống mát lạnh cho cả gia đình. Ngoài ra, quý khán giả cũng đừng quên lựa chọn những sản phẩm tiện lợi, phù hợp để mang đi làm và cả trong những chuyến đi du lịch như ly, bình giữ nhiệt hay các bộ hộp đựng thực phẩm. Những sản phẩm này đều đang được Co.opmart bán với giá ưu đãi lên đến 50%. Đặc biệt, việc sử dụng ly bình, hộp thủy tinh thay thế cho đồ nhựa dùng một lần cũng sẽ góp phần bảo vệ môi trường.